đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện, kể cả chuyện thị phi. Dù là chuyện tốt hay không tốt cũng không còn khiến cho bạn phải phản ứng quá gay gắt nữa. Có lẽ do thời gian đã nhào nặng bạn từ một con người bồng bột, sống bằng cảm xúc, trở thành một con người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn. Ai đó đến thì luôn chào mừng, nhưng nếu có rời đi, mà đi thì cũng không còn quá đau lòng để gào thét nữa. Vì người đã muốn đi, có giữ cũng không được. Rồi bản thân tự sắp xếp lại mọi thói quen. Thói quen không có người ta trong cuộc sống của mình nữa. Công việc không được như ý muốn cũng chẳng chán nản mà trốn chạy nữa. Cười nhẹ một cái, có gì đâu, làm lại là được. Đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra, tình yêu đôi lứa không còn là cả thế giới của bạn. Bạn nhận ra giá trị của gia đình quan trọng như thế nào. Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, thay vì cứ chạy theo những mối quan hệ bên ngoài xã hội. Sau những năm tháng lặn lội, bị đẩy cho ngã nhiều, thì cuối cùng bạn cũng sẽ tự rèn cho mình được cái bình tĩnh. Và rồi, nước mắt không còn là cách mà bạn giải quyết mọi chuyện nữa, thay vào đó là nụ cười.